Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người món gỏi cá nhảy. Đấy, nguyên liệu và cách làm mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Đầu tiên ý, thì là nguyên liệu là cá. Cá thì mình sẽ chọn cá bống trơn này. Cá bống trơn tươi sống nhá mọi người nhá. Đây, mình sẽ ngâm vào nước từ hôm qua đến hôm nay, là coi như là 2 ngày rồi, để cho nó sạch ruột đấy. Đấy, đây là cá bống trơn. Ăn nó sẽ ngon hơn là cá chép của bình thường mọi người hay ăn. Cái gia vị để mà làm nên cái món gỏi cá nhảy là không thể thiếu, đấy là lá mắt có này. Lá mắt có đây mọi người có thể thấy này. Đấy. Và lá sổm lôm này. Lá sổm lôm ấy mình đã chuẩn bị sẵn ở đây nhá. Cái lá này vừa chua vừa chát, nó sẽ chống đau bụng là một. Hai nữa là nó sẽ khử cái mùi tanh của cá. Đấy nhá, đấy mọi người nhá. Và đặc biệt hơn nữa, để mà ngon thì mình phải dùng cái loại nước chua này. Nước chua này là nước cốt của măng chua. Mình sẽ đun trong vòng nhiều tiếng đồng hồ để lấy cái nước cốt của nó để làm gia vị ăn gỏi cá. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Mọi người sẽ cùng theo dõi với mình nhá. Bằng mắt có đây này, ý đang hắn này, bằng sổm đốm nó hắn đấy ạ. Hay chi tiết món là cỏi pa pan nó khi nong đấy, hay cắn ao cắn mắt thì giảm phấn khỏi đấy. Chi tiết cỏi pa pan cái là hắn bằng mắt có các ba bằng sổm đốm, bán là chép bản. Bây giờ mình sẽ trộn các loại gia vị trước, sau đấy là đổ nước măng chua vào đây, rồi là mình sẽ thả cá nhảy, thả cá sống vào đây nhá, rồi nhá. Đây. Đấy, lá mắt có với lá sổm lồm là mình đã sẵn rồi này. Các cái loại gia vị khác nữa, các cái loại rau mùi, rau thơm khác nữa để cho nó thơm. Đấy, mọi người xem. Đấy. Đây. Đấy. Ớt đây. Mình sẽ cho nhiều ớt một chút để cho nó chống tanh nhé mọi người nhé. Chống tanh. Đây là ớt bột khô. Đấy, bột khô mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Súp này. Súp. Mì chính. Cho nhiều chút. Rồi. Ở đây là nước măng chua này. Đấy. Đó, nước măng chua. Đấy, nước cốt măng chua, sau đấy mình sẽ đảo lên. Mình sẽ đảo lên. Nó sẽ chấm. Đi đâu ơi, chuẩn bị ăn nữa, áo cắn kín cỏi cơm, tao vẫn khỏi nữa, cỏi tập ăn nữa. Hay cỏi chuẩn bị mết nó hòm nó nhàng nào đó cái nào. Hay nam khủng áo sáng nào, cái chứ tên cho nó anh mấy. Cái lại nào đi. Nam khủng nó anh mới đang chẹp quá. Cái lại. Đấy. Đấy. Cái mình chỉnh cho tên cho nó anh mấy. Tên súp cho mình kem ổn rồi nhưng chẹp. Cuốn qua thử món ăn. Mình sẽ đảo lên mọi người nhé. Mình sẽ đảo đều nó lên để cho nó ngấm đó. Rồi. Nước măng chua mình nghĩ là mình sẽ thêm một chút nước măng chua nữa vào đây. Đấy. Rồi, mình sẽ đảo đều lên, gia vị ngấm đã. Rồi sau đấy mình sẽ thả cá sống vào đây. Thả cá sống vào đây một lúc. Rồi, bây giờ mọi người theo dõi này. Đấy. Đây, mình sẽ thả vào cái chỗ cuốn cá chấm chấm ấy. Sẽ thả cá sống vào đây mọi người nhé. Mọi người nhớ là cá này mình sẽ phải để ngâm trước vài ngày để cho nó sạch hết. Đấy, còn nhảy tanh tách này mọi người này. Đấy, đấy, đấy. Đó, đây, quay sẽ chấm. Rồi, đấy. Quay sẽ chấm. Xin lỗi, xin lỗi. Mình ăn bao nhiêu thì mình thả bấy nhiêu, mình không thả quá nhiều nhé mọi người nhé. Mình sẽ không thả cả quá nhiều đâu. À, chuỗi má thì ông lẩu má đấy. Rồi bây giờ xong rồi nè, sẽ chuẩn bị thưởng thức thôi. Mình sẽ để đây một lúc cho nó ngấm gia vị.
Bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người xem nhá. Đây, bây giờ đã ngấm chua rồi. Mình sẽ thử cho mọi người xem. Chè bá ngon. Cá giòn, chua, chát, chín. Chín đúng không? Mời mọi người thử nhá, thử với chúng mình nhá. Ngon, ngon lắm. Ngon. Đây, mình ăn cho mọi người xem này. Rất là ngon thôi nhé mọi người nhá, tuyệt vời luôn ấy. Đặc sản của người Thái ấy. Chua, chát, rồi ăn nó giòn, thật sật. Ngon. Uống tí rượu lỏng đấy. Lỏng hay lắm nha. Lỏng hay lắm. Cay, vừa cay vừa chua. Và đây mọi người xem này, tiếp tục ăn cho mọi người nhé. Mọi người nhìn nhé, vừa chua vừa cay vừa chát, rất là ngon. Chép đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.